Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ lưu ý với tất cả các bạn là trong cái quy trình sửa chữa laptop ấy, thì ngoài cái việc sau khi chúng ta sửa chữa máy thì chúng ta làm sạch tất cả về mặt main hay vỏ máy, thì chúng ta lưu ý là với cái quạt làm mát của laptop này, thì 100% tất cả 100% những cái máy mà chúng ta sửa các bạn nên tháo ra. Và khi ở bên ngoài thì chúng ta sẽ không nhìn thấy bụi, nhưng mà khi mà tháo ra thì ở bên trong nó như này, khi mà bụi nó bám như này thì với cái fan này thì nó không còn tác dụng nữa, là quạt làm mát thổi vào cái khe này để làm mát cho máy nữa. Đấy. Thì rất nhiều trường hợp là khi mà chúng ta sửa mà chúng ta không tháo ra như này thì chúng ta không thể biết được bụi nó như này. Vâng. Thì trong cái mình sẽ lưu ý lại, là nhắc lại một lần nữa, là trong cái quy trình sửa chữa thì tất cả 100% những cái máy mà chúng ta sửa ấy, thì theo mình là các bạn phải, dù quạt nó sạch hay không thì chúng ta cứ tháo ra và để chúng ta vệ sinh sạch. Có tra dầu hay không thì nhiều con không cần thiết phải tra dầu, nhưng mà chúng ta cứ tháo ra để xem nó có bụi không. Vâng. Và...